Tém ơi, hôm qua chị đi check in mấy cái bảng LED Super Show chính đánh rớt một thứ mà chị bận quá không có đi tìm được. Em đi tìm giùm chị đi được, chị cho em cái light stick cấp kết tầm mà có cái bông hoa màu tím. Ê, tôi chưa có light stick. Sao mày nói mày là ép? Ép thì mày quên chữ nửa mùa á. Thôi kệ đi, mình làm phước mà mình có quà nữa thì mình cứ quan thủy. Trời ơi chị, em chung nhà không à, để em tìm giùm cho quà cáp vậy đi. Em đang có mặt ở dạng hành môn nha quý vị. Trời ơi, tự nhiên nôn có cái light stick à, nôn mà tìm được cái đó cho cái chị đó ghê. Đó. Nè cái này nè là bả rồi, bả chụp hình chết lên chỗ này phải không? Để tao tìm. Thôi chụp một cái tấm hình đi. Xung quanh này trống trơn à, không có dớ gì hết á. Ê, có khi nào trên đó không? Bả chụp cái gì, bả leo lên trên đó, mày rớt trên đó. Dưới đây cũng trống trơn à, xung quanh không có cái gì hết á. Thôi chắc đi về. Đâu, còn tới mấy cái được, mấy trung tâm thương mại được. Trung tâm thương mại Mon, rồi Creation Mon, rồi Takashi Maya, rồi Vincom, rồi cái kiểu hả? Đúng rồi. Tao tưởng cái light stick từ cái kèo này ngon. Light stick kết tầm mà. Ai biết 4 năm cái trung tâm gì ra mà đi cho nổi. Light stick kết tầm. À rồi kết tầm thôi, đi xíu cũng được. Ý đâu, ý đâu? Chạy về hai giờ nào? Không đi tìm hả? Phải tới Vincom cái điện đến vô hai giờ nào? Sao hay vậy quá? Quên, Ủa rồi đi tìm chưa? Đi tìm phải cho tao khát nước chứ. Tao chạy xô mà, tao chạy tới 4 xô trong một buổi chiều lận. Uống xong tìm. Rồi qua tới quận 7 tới Crystal Mall luôn nè. Đó. Đúng chưa? Ở dưới đâu có đâu. Lên dán lên nghi ngờ là bạn có thực sự làm rớt không? Mà bạn làm rớt cái gì? Bạn làm rớt một cái vật chất nó có hữu hình hay không? Ê, có chỗ này nè. Chỗ nào nữa? Nè, có chỗ đẹp nhảy luôn. Thấy cũng mệt, tao thấy trai đẹp thì thấy cũng đi ra tìm trai đẹp cũng được đi. À không, đi ra tìm cái đó. 12 giờ đêm nè, tao còn ở đây nè, tao đi tìm nè, cái gì, cái đồ bị mất của mấy bà đó đó. Nè, cái bảng LED nó tắt luôn nè, cái bảng LED ở Lavella Sài Gòn nó tắt luôn nè, tao còn ở đây tao tìm nè. Ở comment gì nữa kìa, lên đọc đi. Thật ra là chị làm rớt liêm sĩ á. Cái gì vậy bà nội? Báo chưa? Thấy một cái lời bông đùa của chị là báo em nhiều ngày chưa? Lượm liêm sĩ quà vô nè. Cái gì vậy? Đầy một túi liêm sĩ tôi qua để trả đi đổi lại tích. Sao vậy? Sao buồn vậy? Tự nhiên thấy cũng buồn, thì sáng giờ là bị các bà chị già đùa giỡn đó, chạy đi chạy đôn chạy đáo mà không có được có cái gọi là light stick ở trong tay thì cũng buồn. Ủa gì vậy, gửi qua thiệt hả? Ừ, tự nhiên thấy cái light stick thì thấy mấy bà chị đó cũng dễ thương ấy, cũng biết điều, thấy những bà chị mà fandom Super Junior là cũng giàu có phóng khoáng, tặng quà thẳng tay là phú bà rồi này nọ đó, nói tặng là có tặng nè. Ok đó. Mãi yêu rồi, mấy chị này dễ thương nhất. Sau này có mắc cái gì cứ nói em đi tìm cho, em là người chuyên tìm kiếm khắp khu vực Sài Gòn này.